quả táo đắt tiền nhất mà từ trước giờ mình gặp đó. Giống táo bình thường đó ta. Hello. Hey, ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì hôm nay nè các bạn ơi, mình đã quay trở lại làm thêm một video vlog mới dành cho các bạn đây. Ok, thì anh em đừng có để ý đến cái mắt kính của mình làm gì. Mình mới vừa bị gãy mắt kính mấy bạn ơi. Tối ngủ chơi ngu đè lên mắt kính xong bị gãy mất tiêu luôn rồi. Mà mình chưa kịp đi thay nữa. Ok, thì không nói nhiều nữa. Thì hôm nay các bạn ơi, mình có một cái này rất là hay muốn cho bạn xem nè. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là hai quả táo mà mình mới vừa mua được ngoài siêu thị bạn ơi. Và hai quả táo này có gì lạ mấy bạn biết không? Đó chính là nó đắt vải nồi bạn ơi. Hai quả táo này hôm qua khi mà mình mua thì giá của nó là 250k bạn ơi. What the hell? Các bạn thấy nó đắt chưa? Cái này là táo vàng, đúng nghĩa táo vàng luôn bạn. Mày biết sao không? Bởi vì nó có màu vàng nè. Đây bạn coi nè, thấy không? Thì mình không biết trên đời này tại sao lại có cái loại táo mà nó có màu vàng ta. Nhìn nó y hệt như cái trái lê luôn á. Có khi nào mình bị lừa không ta? Ơ mình nghĩ chắc là không phải là bị lừa đâu, bởi vì ở đây là nó có ghi là sản xuất tại Nhật Bản các bạn ơi. Thì từ nhỏ lớn giờ mình chưa bao giờ ăn cái loại táo mà nhìn nó lạ như thế này các bạn ơi. Nhưng không sao, hôm qua mình mới lãnh được lương từ YouTube là lãnh được 1 triệu, cho nên là hôm nay mình quyết định bỏ ra 200 ngàn để mình mua táo mình ăn. Thấy mình thông minh chưa? Thì không nói nhiều nữa, hôm nay mình sẽ gọi là gọt cái quả táo này ra và ăn thử và cho các bạn nghe được cảm nhận nha. Và sau đó là mình sẽ cho Sammy với lại là Simmy dùng thử luôn cái quả táo này nha các bạn. Ôi, tại vì là táo vàng mà ăn một mình thì tiếc lắm, bạn hiểu không? Phải mời đồng đội ăn chung các bạn ạ. Ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Các bạn đừng quên là khi xem video á mà thấy nó có hiện lên quảng cáo á thì anh em hãy đừng quên là bấm vào trong quảng cáo để giúp cho mình có thêm thu nhập để mình làm thêm những video hay thế này cho các bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, vào video hay nào bạn ơi, let's go. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ phải mở nó ra trước các bạn ạ. Táo này nó được đóng gói rất là kỹ càng luôn, mình nghĩ rằng là chắc nó cũng phải có giá trị gì đó lắm đây. Cái mùi đúng là có mùi táo bạn ơi. Hình như là bạn bị lát thật à, có bị lát không? Cái mùi táo rất là đặc trưng luôn. Mình nghĩ rằng là mình đã không bị lừa các bạn ơi. Cái này đúng là táo nè chứ không phải là quả lơi đâu. Mình đã không bị lừa các bạn ạ. Ok. Người ta còn bỏ bông vô để cho nó không bị dập nữa nè. Cái bộ táo này đắt tiền cho nên là người ta gọi là chuẩn bị kỹ càng thật sự. Ok. Ồ trời. Nó to thật sự luôn bạn. Cực kỳ to luôn nha các bạn. Mở thử nè. Cũng dám là say đắm hay dám là đắm say ba dám là ngất ngay. Mình không biết là sau khi ăn cái quả táo này vô mình có bị ngất y như là Bạch Tuyết hay không, nhưng mà hy vọng là sẽ có hoàng tử đến đây và hôn mình. À không, công chúa mới đúng chứ, tại sao lại là hoàng tử hôn mình ta? Oh my god. Ok rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. À, thôi ăn vậy đó hơi vô duyên, phải lấy dao gọt ra hiểu không? Ok, gọt thử nha các bạn. Ôi bạn ơi, cảm giác kiểu như là một quả táo 200 ngàn mình cầm con dao mình đâm vô nó, mình cảm giác sốc tiền vãi nồi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, phải ăn thử các bạn ơi. Tách đôi nè. Wow. Ui, thơm thiệt các bạn ạ. Thơm nha, thơm nha, cực kỳ thơm luôn. Để bạn xem nè, quả táo đắt tiền nhất mà từ trước giờ mình gặp đó. Cắn một cái thôi là chắc nổi da gà luôn các bạn ơi. Ok, thử nha. Giống táo mình. Mình sẽ nói cho các bạn biết cái cảm nhận khi mình ăn quả táo này nha. Đầu tiên á, là nó có rất là nhiều nước. Em táo này là một em táo cực kỳ nhiều nước các bạn ơi. Tiếp theo nữa là em ấy cực kỳ ngọt luôn bạn ơi. Ngọt, cực kỳ ngọt luôn nha, mình nói thật. Cảm giác khi mà mình ăn nó giống như là mình đang uống nước hoa quả vậy các bạn. Bởi vì là nó rất là dễ tan ở trong miệng. Bởi vì các bạn sẽ không cảm nhận được một chút gì gọi là cái phần gọi là cơm của nó đâu. Có thể nói là cái táo này là rất là thích hợp dành cho những người nào mà đang giảm cân các bạn. Ui các bạn ơi, bạn coi nè. Mấy bạn thấy gì không? Mình nhìn thấy trong đây nó có một cái chòi các bạn ơi. Nhìn y hệt như là con sâu vậy đó. Để mình lấy cho các bạn coi nha. Ui các bạn coi nè. Bên trong của nó, cái hạt của nó là nó gọi là nảy mầm luôn rồi các bạn ơi. Ui, vậy là mình sẽ gọi là có được một vườn táo như thế này. Và mình sẽ trở thành đại gia trồng táo các bạn ơi. Ui. Ok, bây giờ thì mình sẽ đem mấy miếng táo này lên cho Sim và Sam ăn thử nha các bạn. Để coi hai bạn đó đón thử coi là cái táo này bao nhiêu tiền nha. Ok, để xem coi là cảm xúc của hai bạn ấy khi mà ăn một cái quả táo với giá là 200 ngàn sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đem lên cho Sim và Sam ăn thử nha. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ đem táo này đến cho Sammy ăn nha.
Hello Sammy. Hey. Wait. Không nghe tôi nói gì hả? Đây. Hôm nay tôi có cái này rất là đặc biệt dành cho Sam nè. Đây, biết cái này là gì không? Không phải lê, cái này là táo. Táo vàng. Táo vàng đó nha, ghê không? Ừ, thử đi, thử đi. Hôm nay tôi mua, tôi mời Sam với Sim ăn thử á. Táo bằng vàng luôn nha các bạn. Ok, thử đi, thử cho biết cảm nhận coi. Nó cũng, tôi dùng xíu là nó hơi giòn giòn. Nhưng mà hát cái nó đẹp, đúng không? Nó đẹp, nó ngon hả? Ừ. Chỉ đẹp hơn hả? Ừ thì công nhận là nó màu vàng. Ừ thì công nhận cũng giòn mà. Đúng là nó màu vàng và nó đẹp á, nhưng mà có cảm nhận cái vị của nó như thế nào á, cái vị của nó như thế nào? Thôi dẹp luôn đi. Dẹp luôn đi. Mấy bạn ơi, mình mang táo ra cho Sam ăn, xong mình hỏi mùi vị nó thế nào, Sammy kêu mùi vị của quả táo rất giống táo. Hiểu gì? Chắc là. Nhưng mà phải đưa cái mùi vị này đó cho nó hợp lý hơn xíu chứ. Nó ngon, nó rất là ngon. Thôi dẹp luôn đi. Cái câu chuyện đấy không có gì hài đúng không? Không có gì buồn cười mà tôi cũng cảm như thế. Ok. Rồi bây giờ tôi hỏi Sam nè, tôi đố Sam một trái táo này bao nhiêu tiền á? Sam biết không? Mua gì mua ngoài chợ, táo đây là táo vàng hiểu không? Táo vàng là phải mua trong siêu thị, biết nhiêu biết bao nhiêu trái không? Trăm ngàn trái hả? Năm chục trăm hả? Sai bét rồi. Một trái táo này đến tận 200.000 trái rồi á, ghê không? Cái gì? Đúng rồi, một trái 200.000 đó, ghê chưa? Đúng rồi, bà đang ăn hết 50.000 của tôi rồi đó. Rồi cho xin ít tiền đi, cho trả 50.000 tiền táo. Ok. Ngon. Ngon đúng không? Rồi ok. Rồi giờ tôi đem lên cho Sim ăn. Cốc cốc cốc. Nhanh lên mỏi tay quá. Cái gì? Hello. Hello Sim. Hôm nay tôi mới vừa gọi là lên trên hoa quả sơn của Tài Thiên Đại Thánh. Tôi mua được một cái loại quả. À không, tôi hái được một cái loại quả rất là đẹp. Đây, Sim hãy cầm thử đi. Sim có biết cái trái này là trái gì không? Cái này cũng có bạn dùng trái táo. Đúng rồi, táo đó. Nhưng mà từ trước giờ Sim đã bao giờ nhìn thấy trái táo nào mà nó màu vàng chưa? Ủa, có táo màu vàng luôn hả? Đúng rồi, nè hợp không? Táo này lên nha. Táo lao, tôi sơn sao ăn được. Nè nhìn thấy không? Táo màu vàng, mặc áo màu vàng luôn, hợp lý. Đúng rồi, hợp lý thật đó các bạn ơi. Thì cái táo này là gọi là 1.000 năm mới có một trái á, nghe ghê không? Ghê dữ vậy. Màu vàng nó bị chất độc không? Không, nó không có độc đâu. Cái này là táo do tôi mua ngoài siêu thị. Ở nhà. À lộn, tôi hái trên cây á. Cái gì? Trên cây á, có cây táo màu vàng đâu. Thôi tôi giỡn đó. Ok. Thì cái táo này tôi mới vừa mua ngoài siêu thị á, và cái táo này là phải nói rằng là nó rất là đắt tiền luôn. Bây giờ cho nên là tôi muốn Sim ăn thử và cho biết cảm nhận. Ok, nói chung là vì gọi là ông đã mất công hái cái này nên tôi sẽ ăn thử nha. Ok. Thử đi. Mùi vị sao? Nó pha một chút táo, vừa nó pha một chút cái lê. Đúng rồi. Ủa? Cái mùi vị nó sao? Lê nha, hay là trái táo vậy? Đây là trái táo chứ không phải trái lê đâu nè. Mà tôi cũng không hiểu nha. Bên trong nó là trái táo nhưng cái vỏ bên ngoài của nó lại là giống cái vỏ của trái lê, đúng không? Đúng rồi, chấm chấm á, nhìn y hệt cái trái lê luôn. Nhưng mà Sim có thể cảm nhận nó khác gì với táo bình thường không? Táo bình thường người ta có 5.000 một trái thôi, còn táo này đắt tiền lắm á. Tôi đố Sim á, Sim biết nhiêu không? 20. Cái gì mà 20? Một quả táo đỏ bình thường có giá là 5.000 một quả, còn trái táo này là táo vàng đó nha. Táo vàng. Đắt hơn các bạn ơi, để suy nghĩ các bạn ơi. Cái này 100.000, đúng không? Không. 100.000 một quả đắt lắm luôn á. 200.000 một quả. Nghe ghê không? Đúng rồi, và đang ăn 200.000 á nè. Bây giờ một quả táo đúng không? 200.000 đúng không? Tôi chia thành 4 miếng, có nghĩa là từ nãy giờ bà đã ăn của tôi hết 50.000 rồi đó. Trả đây. Muốn gì cây á? Ủa, cho ăn thử thôi. Giỡn thôi. Giỡn thôi. Ừ thì nếu mà Sim ăn cái táo vàng này vô đó thì Sim thấy đi, nó có màu vàng mà nó còn đắt tiền nữa, đúng nghĩa táo vàng luôn đúng không? Ok, thì mình sẽ cho các bạn biết cái mùi vị thịt cái táo vàng mà mình ăn á. Thì lúc đầu ăn vào thì nó cũng như táo, nhưng lúc mà nuốt vào nó như lê á. Đấy mình, đúng rồi. Đó là cảm nhận của mình, không biết các bạn ăn cái loại táo này chưa, chứ mình đây là lần đầu tiên luôn các bạn ơi.
tôi khi mà tôi ăn á thì tôi cảm nhận rằng là nó có rất là nhiều nước, nó nhiều nước hơn thân táo bình thường rất là nhiều luôn. Ở tôi bán cho bà đó, một quả táo tôi mua 200 ngàn, rồi ở đây có hai quả tôi bán cho 3 triệu á, đưa tôi chịu. Trời, nói xong muốn ăn luôn. Ăn. Thôi giỡn thôi, ok rồi. Rồi. Thôi tôi giỡn thôi, được rồi. Giờ là cảm ơn, cho xin một miếng á. Ok, bye bye. Đấy, đơn giản vậy thôi đấy. Review có chút xíu vậy thôi là mất 200 ngàn. Nói chung là bạn nào mà chưa từng thử cái táo này á thì có thể mua đang thử nha. Thì chỉ nên ăn thử thôi nha, chứ đừng có mua nhiều quá, bởi vì là nói chung thì mình ăn để mình trải nghiệm thôi, chứ mua nhiều quá là đắt tiền lắm bạn ơi. 200 ngàn một quả lần mà, đúng không? Ok, rồi, thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ gọi là kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha, ăn đây.